Giới thiệu các bạn, đây là hạt giống bắp ngọt lai F1 20, theo gọi là hạt giống ngô ngọt mùa bội thu. Gói này gói 500 g, đây là mặt trước bao bì. Đây là phân giống, thời gian sinh trưởng và thu hoạch từ 65 đến 75 ngày sau khi gieo. Những ngày mát lạnh, thời gian sinh trưởng sẽ dài hơn. Bắp rất to, dài từ 20 đến 22 cm, đường kính bắp 5,2 cm, trọng lượng trung bình từ 500 đến 700 g một bắp. Hạt đầy cùi thẳng hàng sau cây, năng suất cao. Giống bắp đầu trái năng suất từ 18 đến 20 tấn trên 1 hecta. Chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt. Lượng giống trung bình từ 6,5 kg trên 1 hecta. Hộ cách trồng 80 x 30 cm. Mình đặt giống thương hệ số điện thoại bên trên màn hình.